Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2 sách kết nối qua sách và bài tập bài 63 luyện tập trung tiết 2. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1. Đúng hay là sai? Đúng thì các em điền D vào ô trống, mà sai thì các em điền S vào ô trống. Câu E: 536 trừ 28 bằng 518, đúng hay sai? Muốn biết đúng hay sai thì các em đặt tính và thực hiện phép tính này. Sáu không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8. Phía 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0. Hạ 5 viết 5. Như vậy kết quả bằng 508. Ở đây là 518 là sai. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em kiểm tra các phép tính còn lại, xem là phép tính nào đúng, phép tính nào sai. Câu B: 727 cộng với 33. 7 cộng 3 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 3 bằng 6. Hạ 7 viết 7. 760. Ở đây là 750 là sai. Câu C: 340 cộng với 159. 0 cộng 9 bằng 9. 4 cộng 5 bằng 9. 3 cộng 1 bằng 4. 499. Ở đây 499 là đúng rồi. Câu D: 329 trừ 138 9 trừ 8 bằng 1. 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 1 bằng 1. 191. Ở đây bằng 291 là sai. Bài tập số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. A: kết quả tính 356 cộng với 320 trừ 280 bằng A, B hay là C? Rồi, trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em tính giá trị của biểu thức này, sau đó là các em chọn đáp án phù hợp nha. Ở đây thầy giáo gợi ý biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép trừ, thì chúng ta cứ tính từ trái sang phải. Em lấy 356 cộng với 320 trước, được kết quả bao nhiêu? Các em trừ đi 280. Rồi, trước hết là 356 cộng với 320 trước. 6 cộng 0 bằng 6. 5 cộng 2 bằng 7. 3 cộng 3 bằng 6. 676. Bây giờ các em trừ tiếp đi 280. Sáu trừ không bằng 6. 7 không trừ được 8, lấy 17 trừ 8 bằng 9. Viết 9 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 2 bằng 3. 396, các em chọn đáp án C. Câu B: kết quả tính bằng A, B hay là C? Rồi, trước hết là các em cũng bấm tạm dừng video, các em thực hiện việc tính giá trị của biểu thức này, sau đó các em chọn kết quả cho phù hợp nha. Trước hết là 520 trừ đi 318.
0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, 5 trừ 3 bằng 2, 202. Bây giờ các em cộng tiếp với 407. Hai cộng bảy bằng chín, không cộng không bằng không, hai cộng bốn bằng sáu. 609 là đáp án A. Các em chọn đáp án A. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Trường Hòa Bình có 425 học sinh, trường Thành Công có ít hơn trường Hòa Bình là 70 học sinh. Hỏi trường Thành Công có bao nhiêu học sinh? Trước hết là các em tóm tắt nội dung bài toán. Trường Hòa Bình có 425 học sinh, trường Thành Công có ít hơn trường Hòa Bình là 70 học sinh. Ít hơn thì các em thể hiện bằng đoạn thẳng ngắn hơn. Cụ thể cái phần ngắn hơn này là 70 học sinh. Hỏi trường Thành Công có bao nhiêu học sinh? Tức là cái đoạn thẳng ngắn này ứng với bao nhiêu học sinh. Muốn biết trường Thành Công có bao nhiêu học sinh thì các em lấy số học sinh của trường Hòa Bình, các em trừ đi phần ít hơn thì chúng ta được phần còn lại, chính là số học sinh của trường Thành Công. Các em lấy 425 trừ đi 70, trừ đi cái phần màu đỏ này. Trường Thành Công có số học sinh là 425 trừ 70. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. Rồi số 70 thì nó không có số trăm. Vậy cột trăm các em để trống, các em viết lùi vào một cột. 5 trừ 0 bằng 5. 2 không trừ được 7. Lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1, 4 trừ 1 bằng 3, 355. Rồi đáp số là 355 học sinh. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 500 trừ 300. 5 trừ 3 bằng 2, 200. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nhé. 800 cộng 200. 8 cộng 2 bằng 10. 100. 100 tức là số 1000. 200 mà cộng với 30 thì dễ rồi, bằng 230. 4 cộng 5 bằng 9. 900. 6 trừ 2 bằng 4. 400. 300 cộng với 80 thì bằng 380. 4 trừ 1 bằng 3, 300. 1000 thì các em hiểu là 100. 100 trừ 500 bằng 500. Bài tập số 5 cho các số. Ở đây người ta cho 4 số. A. Nối các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn. Tức là trước hết là các em phải so sánh các số này và sắp xếp được theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn tức là theo thứ tự tăng dần. Ta thấy này, 2 nhỏ hơn 3, 3 nhỏ hơn 6. Vậy 257 là số bé nhất. 629 là số lớn nhất. Hai số còn lại, ta thấy 3 bằng 3, 6 nhỏ hơn 7. Vậy 362 nhỏ hơn 372. Đến đây thì các em đã tìm được số lớn nhất là 629 và số bé nhất là 257. 257, 362, 372, 629.
B. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng. Số lớn nhất là 629. Số bé nhất là 257. Tổng thì các em cộng lại với nhau. Các em nhớ tổng là cộng, còn hiệu là trừ nha. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8. 6 cộng 2 bằng 8. 886. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng. Hiệu thì các em trừ. 9 trừ 7 bằng 2. 2 không trừ được 5. Lấy 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 2 bằng 3. 372. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.